triệu rồi. Thôi nếu mà bọc được, bọc để xe để làm ngang được mà. Và nó quấn qua. Ừ, quấn qua tí này. Tài khoản của MB nhé. MB, BIDV đều được. Tôi mua cái quạt xuống đây rồi để nhớ lại đi về không. Ô tổ. Sao đi không phải. Tao lưu toàn bán áp hết ở Việt Nam. Cái lọ chè dầu 1983. Mấy dầu mấy câu cho chè. 365. Cái đấy nó bán ngoài thị trường này. 1983, 365. Rồi. 669. 1, 2, 3, 4, 5. Anh không biết chỗ mua anh. Nguyễn Thị Vinh là được. Ngân hàng MB à? Vâng. Hiện tên gì anh? Nguyễn Thị Vinh đây. 29 thật à? Thật. Hôm nay là ưu tiên là bác lên là bán mất mấy con kia mới bán cho bác giá đấy đấy. Cậu cướp đi mẹ thằng chồng nói 29 triệu con vợ nói 30 mẹ. Ô, đấy là ông xã nhà em bảo rồi. Tôi lấy 28 triệu đi. Không được. Vâng, cửa hàng cũng làm clip ngắn thông báo trên kênh cho những vị khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng Âm Thanh Lê Hạnh biết chiếc quạt la chữ A sải cánh 35 và có chiều cao là 1m4. Chiếc này thì bên cửa hàng Âm Thanh Lê Hạnh hôm trước là báo với khách hàng cũng là 30 triệu. Ngày hôm nay thì bác khách anh đang ở đâu nhỉ? Berlin. Chưa kịp hỏi bác khách hàng ở đâu nhưng mà hàng... xem biển đi hai biển giúp xe Bắc Linh rồi lại Bắc Linh. Cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang được chào đón anh Tín ạ, có địa chỉ ở Bắc Linh. Về trực tiếp cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh chốt chiếc quạt sải cánh 30 năm này. Hết tiếng ở đấy rồi các ông khách ạ, mẹ nó lấy hết tiền của chúng mình rồi. Vâng, ngày hôm qua thì cô chủ shop có về được hai chiếc quạt bàn. À xin lỗi, hai chiếc quạt lửng thì hai chiếc quạt đó cực kỳ là đẹp. Bác khách hàng thì ngày hôm nay lên xem thì khách hàng ở xa cũng đã chốt mất rồi. Nên là bác chốt chiếc quạt cây. Thì bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh vẫn sẽ tiếp tục về hàng và bên cửa hàng vẫn còn những chiếc quạt khác đây ạ. Vâng, chiếc quạt này thì cũng còn rất mới, giá lại rất là hợp lý. Của Sáp 12 triệu, bác nào chốt đi ạ. Chiếc này thì khách chốt rồi này. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc quạt hàng VIP đây. Như những chiếc quạt La Vương Miện sải cánh 30. Và những chiếc quạt này là những chiếc quạt cánh tuyết, cánh rêu. Cũng là siêu hiếm và cũng rất khó tìm để có những chiếc quạt mới đẹp như thế này. Vậy những vị khách hàng yêu thích đến dòng sản phẩm những chiếc quạt Nhật bãi hàng cổ siêu đẹp thì bên cửa hàng vẫn có để đáp ứng cho quý vị và các bạn. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương và ở nhà riêng thì số nhà 120 đường Phượng Hoàng Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương. Vậy những vị khách hàng mà có nhu cầu về trực tiếp cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số máy mà cửa hàng vẫn đăng nhé. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.